Su có thảm mới đây nè, Su khám phá thảm mới đi. Thảm mới của Su đây này, có nhiều con vật lắm, con sâu, con gì đây, con thỏ, con sư tử, Su Su đi khám phá thảm đi nào. À, con thích con sư tử không? Con đi lạc này hả? Đây của con đây. Pi pi. À, con đập 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 này này. Đập thế này này, đấy nó nảy lên này. Đằng sau lưng này. Ấy, nhặt đi con. Nhặt lên. À, con chơi con thỏ. Con vịt của con hả? Con vịt của Su Su kêu cạc 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 cạc. Ồ. Ta đây cho mát. Bây sao là con vịt này nặng lắm. Xe vịt chạy đến đây. Đấy, còn chưa đấy đi, chưa còn ong đấy. Su Su có thảm mới, Su Su rất là thích luôn. Đang buồn ngủ, dậy để chơi luôn, không ngủ nữa nhỉ. Chứ không giờ này là Su Su đang ngủ một giấc rồi. Keng keng. Hả? Bao nhiêu đồ chơi của Su Su này? À. Đây gọi là gì nhỉ? Bim bim của Su à? Bim bim của con đây. Bim bim ngôi sao nhá. Lại có cả bim bim nữa này, bim bim ngô này. Bim bim ngô cho Tuấn mua cho ai. Thích hả? Ui chà chà chà. Đây, bố bạn con vịt cho con. Này nha, vịt đây này. Chú Su ơi. Ui chà. Đập vịt, đập vịt, đập vịt. Đập vịt, đập vịt. Ném. Ném. Video khám phá thảm mới của Susu đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại nha.